Đây là thành quả làm giò, đây gọi là giò gì? Giò mục nhĩ. Đó, bây giờ ăn thử xem. Cái khay này đặt ở trên Shopee bao nhiêu tiền? 100.000 khay này. Đó, bây giờ ăn thử giò xem là xem thế nào nhá. Giò có vẻ cứng dày đấy nhỉ, thật vào tay đấy. Mỗi người miếng. Ăn thử xem. Đấy, ui giời. Đấy, trông hấp dẫn phết. Con chưa nó may cái tiền đây đâu đây. Dai nhỉ? Khô quá. Ngon luôn. Ngon luôn. Để ăn thử xem nào á. Con hấp nha, con hấp. Cái cách làm thì rất là dễ, mạch nhĩ, tiêu, bì, thịt, mỡ, thịt lạc, sau đó xào lên. Đấy, nằm ở chỗ đấy. Đó. Đây, mình ăn thử xem nhá. Cho anh nửa miếng ăn. Đây mọi người nhá, nhau. Ăn thử xem tình hình như thế nào. Cái bàn giống cái bàn vì đặt cho các cơ sở giống nhau mà. Đặng nhé. Hơi khô. Tay khô. Hơi khô. Cảm giác hơi khô nhưng mà ngon rồi. Nhưng mà giò hơi nhạt.